Alo, hello mọi người. Chào mọi người lại quay trở lại với cái kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay là không có việc gì đặc biệt cả, chỉ là Even Sum thôi. Mình cũng đã làm một số cái clip về cái Even Sum vừa rồi. Hôm nay mình sẽ nói về một cái vấn đề khác mà thỉnh thoảng trên group lại sẽ diễn ra cái việc gọi là cãi nhau, đó chính là cái việc mà chúng ta sử dụng 3.000 game để roll quét 7. Nhiều người bảo là 3.000 game thì chắc chắn sẽ được. Nhiều người bảo là 3.000 game thì có thể được cả hai ấy. May mắn, nếu như may mắn chúng ta sẽ được cả hai quét 7. Nhiều người nói thì họ đã từng roll hơn 3.000 game mà không ra quét 7. Thì sẵn tiện ở đây mình có rất nhiều clone. Mình biết là các bạn cũng có rất nhiều clone, nhưng mà làm clip luôn để cho nó cấp tất cả có thể nhìn được, chứ không nói bằng mồm thì lại không ai tin. Thì ok, mình sẽ bắt đầu test luôn. Chúng ta đến với cái nick đầu tiên. Ở đây là có một cái nick clone level 79. Trước khi roll thì mình sẽ làm cho sao có đủ 4 vị trí và bắt đầu với 3.200 game. Thì để xem bao nhiêu thì nó sẽ ra. Ra luôn ở 500 game rồi. 500 game đã ra một cái rồi. Tiếp tục đi. Để xem những chỗ game còn lại chúng ta có thể tìm được quét 7 thứ hai không. Các bạn nhớ là lúc bắt đầu thì đó là 3.200 đến 2.700 thì nó ra một quét 7, và 2.700 chúng ta sẽ tìm cái quét 7 thứ hai xem có ra không. Đây là quét 6 thôi. Với nhiều người may mắn thì họ sẽ được rất nhiều quét 7 trong mấy tháng đầu tiên, nhưng mà những người không may mắn thì họ phải roll hàng tháng. Ví dụ như có tháng họ kiếm được một quét 7 thôi thì cuối tháng họ vẫn phải roll quét 7. Cái việc roll quét 7 này thì ở đây rồi. Và 1.000 mốt vào 1.000 mốt game sau đó thì đã được đã được thêm một quét 7 nữa, tức là 3.000. Đã được hai quét 7, tức là vậy là 3.002 game chúng ta chỉ tiêu 1.600 game thôi mà đã được hai quét 7 rồi. Chuyển sang nick tiếp theo. Ở đây là một nick khác, level 78. Ở đây mình thôi ăn cái này đi. Ở đây bắt đầu với 3.080 game luôn này. Vẫn chưa ra. Vâng, anh chưa. Và cái bản game chưa ra. Vẫn chưa ra, ô ra rồi. Vậy là suýt soát gần 3.000 game. Tức là lúc nãy là chỉ còn một chút nữa thôi là tạch, nhưng mà vẫn đủ yêu cầu mọi người ạ. Thế là 3.000 game vẫn được quét 7 ở đây. Ở đây có 3.200 game đây rồi. Bắt đầu với cái nick này thì nãy giờ thì chúng ta đã test được mấy nick rồi nhỉ. Nick này bắt đầu với 3.200 game nhá. Số game còn lại mình sẽ tiếp tục để xem là những phần game thừa có thể được hai quét 7 không. Đây rồi. Vậy là chúng ta được hai quét 7 với 3.000 game. Tiếp tục nào. Mình sẽ ăn cái ở cuối cùng để nó hiện chỉ 4 quét thôi và dễ làm hơn. Ở đây thì chúng ta cũng có
3.000 mod game ở trong cái nick này. Đây rồi, quét 7 đây rồi. Vậy là 1.000 game đầu tiên đã ra. Phần còn lại chúng ta lại tiếp tục run tiếp. Ok, một quét 7 nữa và đây là quét 7 thứ hai, 3.000 game được hai quét 7. Lại tiếp tục nào. Lại như cũ và chúng ta sẽ chỉ để lại 4 quét để cho dễ nhìn mà thôi. Ở đây chúng ta có 5.180 game bắt đầu. Để xem chúng ta sẽ tìm được bao nhiêu quét 7 ở trong cái đợt roll này. Được một cái đầu tiên rồi. Vậy là chúng ta chỉ mất hơn 300 game và đã tìm được một cái quét 7 đầu tiên. Cái này tùy thuộc vào may mắn của từng nick. Ok ra rồi. Và đây là hai quét 7. Hai quét 7 với 3.000 game. Đúng như vậy. Ok. Nick chính thì ngày hôm nay cũng là ngày để thiếu ngày mà mình quyết tâm tìm quét 7 cái nick này, mình sẽ mở như bình thường. Chúng ta có hơn 3.005 game. Ta đã tìm ở nick chính mới hồi hộp chứ tìm ở mấy cái nick phụ kia thì cũng bình thường. Khi mà các bạn roll quét 7 này các bạn mới biết được rằng là cái lượng game 3.000 game nó lớn như nào. Xin mời các bạn nếu sử dụng cứ mỗi lần cứ 30 game thì các bạn ấn mỏi tay luôn. Tức là 3.000 game các bạn phải ấn 100 lần, khá là nhiều. Khi mà dùng lượng game ấy để tiêu 1.000 kim cương vào trong cuộn sum thì nó nhanh lắm. Nhưng mà ngồi ấn cứ 30 kim cương này cũng khá là lâu ấy chứ. Ấn liên tục nhưng mà nó tụt thì không là nhanh lắm. Nên là chỉ thiếu một cái quét 7 nữa thôi là xong nhiệm vụ tháng. Mình muốn làm luôn này cho nó rảnh tay, đỡ phải nghĩ nhiều cuối tháng. Vẫn chưa ra quét 7. Đây là 3.500, bây giờ đã là 2.000 game rồi. 2.000 game rồi mà vẫn chưa ra. Thế này là 3.600 thì phải không? Hình như là vậy. Ok, khi nào xuống còn 600 mà chưa ra thì là toang. Tức là 3.000 game chưa được 7 quét 7. Tại sao nick phụ đỏ mà nick chính chán thế nhỉ? Nick clone nó đỏ mà nick chính chán thế. Ok, chỉ còn 2.300 không ra. Vẫn chưa ra, ở đây rồi. Vậy là chỉ còn 100 nữa là... Ok, chỉ còn 100 nữa là không được. Ok, lại quét 7 tiếp này. 3.000 game mà được 2 quét 7, đúng rồi. 2.000 quét 7 luôn, ok. Chỉ ấn một phát ở sau cùng. Ok, phết. Ok, chúng ta chuyển sang nick cuối cùng đi. Nick này cũng sẽ mở artifact. Mình vẫn sẽ tiếp tục để bốn cái quét để cho dễ nhìn thôi. Nick này có hơn 4.000 game mọi người ạ. Để mình xem dùng hết số này thì sẽ được bao nhiêu quét 7 nhá. Mình nhớ có một lần là ở trong cái ở trong cái nick free account thì 2.500 game cho trả ra cái gì cả. Nhưng mà bây giờ từ ngày hôm nay xem clip này thì mình nghĩ là các bạn bắt đầu tin dần vào điều này. Là 3.000 game các bạn thậm chí có thể được 2 chứ không phải được 1. Thường thì người ta chỉ thiếu 1 thôi ấy. Thành ra chỉ thiếu 1 thành ra người ta 3.000 game người ta hay roll chỉ một quét rồi người ta bỏ không roll nữa. Như lúc nãy thì mình toàn roll hết 3.000 thôi để xem có được 1 hay 2 thì nó thường hầu như là mấy nick thì nó toàn ra 2 quét trong 3.000 game thôi, thậm chí là 32 quét nhé. Thì tất nhiên rồi, người ta chỉ thiếu một, người ta chỉ roll khi nào còn... À đây rồi. Vậy là nick này 3.000 game mới ra này. Quét đầu tiên này. Gần 3.000 game mới ra quét đầu tiên này. Nãy là 4.000 mấy rồi. Thì người ta chỉ thiếu một quét 7 thôi, người ta chỉ roll đến khi nào ra một quét nữa thì người ta nghỉ đúng không? Việc gì phải tốn thêm kim cương là tìm cái thứ hai làm gì kiểu vậy. Nhưng mà test ngày hôm nay thì test luôn 3.000 game được bao nhiêu.
Mình nghĩ là như số lượng game còn lại có thể ra thêm cái nữa đấy. Nhưng mà bây giờ thì quá 3.000 rồi, link này là quá 3.000 rồi. Và chỉ mới được một thôi. Như vậy là nick này là 3.000 game được một quét bài. Chúng ta chỉ tính 3.000 thôi. Đây là phần còn lại, chỉ là bonus thêm thôi. Ok. Mình cũng xin phép dừng cái clip này ở đây thôi. Ok. Vậy là sau cái clip vừa rồi thì mình cũng đã làm được khá là nhiều nick để test xem quét bài như thế nào. Và tất cả đều có thể mình không chắc đâu, sau cái clip vừa rồi thì có thể nhiều người sẽ vẫn còn nghi ngờ về cái này, nhưng mà theo như tất cả các nick thì nó đều ra, thậm chí là ra hai chứ không phải ra một. Các bạn cứ tích cho mình khoảng chênh lệch, bởi vì lúc nãy có một nick cái lượt roll cuối cùng nó lại là thuộc vào hơn 3.000 game, thì không biết là cái game đó là thuộc vào phần 3.000 trước hay là phần lẻ sau. Thì các bạn cứ tích cho mình tầm khoảng 3.100 game bắt đầu roll quét bảy được rồi, không sao cả. Và mình cũng không chắc chắn đâu, không chắc chắn đâu, bởi vì có thể có những người hơn 3.000 game họ không ra thật, chứ còn nhiều người ở trên kia cãi nhau toxic quá, có thể nha, chứ ở đây có ai chứng minh được điều gì đâu, chúng ta chỉ là đủ nhiều game để lấy ra thôi mà. Giống như kiểu mình thò tay vào móc ấy, móc nhiều lần nó cũng được ấy, dạng như vậy, chứ không chắc chắn điều gì cả.